Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 754 ngày 29 tháng 6 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Quà tặng được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng sẽ dành tặng các đối tượng bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2021 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, mức quà 300.000 đồng, tặng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ. Thưa quý vị, Việt Nam sẽ thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, tiếp tục đổi mới hệ thống chính sách pháp luật, quy hoạch về quản trị biển và đại dương. Đây là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chương trình cầu truyền hình trực tiếp Khát vọng Đại Dương Xanh do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện vừa diễn ra vào tối ngày hôm qua 28 tháng 6 tại đầu cầu Hà Nội và Khánh Hòa. Dự tại đầu cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị trở ra. Dự tại đầu cầu Khánh Hòa có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành ven biển từ Thừa Thiên Huế trở vào. Và đặc biệt, tại đầu cầu có sự tham dự của bà con ngư dân và cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Chương trình được xây dựng với sự kết hợp hài hòa giữa giao lưu, gặp gỡ, phóng sự và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với sân khấu, âm thanh, ánh sáng ấn tượng, nêu bật tình yêu biển đảo của người Việt Nam, tinh thần đoàn kết vươn ra biển lớn, quá trình nghiên cứu môi trường và sử dụng biển bền vững và đại dương. Chương trình có các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý chia sẻ kiến thức và tình yêu biển đảo cũng như triển vọng về phát triển kinh tế biển Việt Nam. Chương trình khẳng định vai trò to lớn của biển và đại dương đối với sự sinh tồn của con người và nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên, môi trường biển đảo, khẳng định Việt Nam là quốc gia biển với khát vọng thịnh vượng từ biển, thể hiện ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển và giữ hòa bình cho biển. Chương trình nhằm hun đúc tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy tiềm năng đa dạng của biển đảo Việt Nam, góp phần cùng bạn bè quốc tế bảo vệ, phục hồi môi trường biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định là một quốc gia biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Việt Nam đã và đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ chung tay cùng cộng đồng quốc tế hướng tới đại dương xanh, hành tinh xanh, hòa bình, ổn định và cùng phát triển thịnh vượng, nỗ lực hành động, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, chủ động tham gia các cơ chế song phương và đa phương, tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác khu vực, quốc tế về biển và đại dương. Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế, cắt giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, giải quyết các tranh chấp về biển và đại dương thông qua các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, kiên quyết, kiên trì bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nước khác. Việt Nam sẽ thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát triển kinh tế biển bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tiếp tục đổi mới hệ thống chính sách, pháp luật, quy hoạch về quản trị biển và đại dương.
đẩy mạnh phát triển khai thác giải pháp phát triển kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái biển, nhất là các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển, dựa trên công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Xử lý tốt các nguồn gây ô nhiễm môi trường, biển và đại dương, nhất là rác thải nhựa. Người đứng đầu chính phủ cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả về biển và đại dương của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chung tay với cộng đồng quốc tế trong giải quyết các thách thức toàn cầu về biển và đại dương, đặc biệt trong bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý, hiệu quả, bền vững nguồn lợi kinh tế biển, góp phần bảo đảm phúc lợi tốt hơn cho người dân gắn với bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Tại chương trình, các đơn vị, tổ chức đã tặng 2.000 áo phao cứu sinh, 500 chiếc đèn pin, 20.000 lá cờ Tổ quốc, 2.000 ảnh Bác Hồ, động viên các ngư dân vươn khơi bám biển. Các đơn vị cũng tặng những bộ ảnh về biển đảo Việt Nam cho các trường học, góp phần hun đúc tình yêu biển đảo cho học sinh. Sáng ngày 28 tháng 6, trong chuyến thăm chính thức tới Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Tại cuộc gặp, thì hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trao đổi đề xuất những biện pháp nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary, cho biết cá nhân ông rất mong đợi gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nhiều bộ trưởng trong chính phủ Hungary cũng rất muốn tham dự cuộc gặp này, coi đây là cơ hội lớn để tăng cường hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Hungary đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4 năm 2022, đặc biệt là Thủ tướng Viktor Orbán tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, thể hiện sự tin tưởng lớn lao của người dân Hungary đối với sự lãnh đạo của Thủ tướng Viktor Orbán. Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến các nhà lãnh đạo Hungary và cá nhân Thủ tướng Viktor Orbán. Tại hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai nước có tình bạn gắn bó thủy chung, luôn giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ những giá trị chung. Đây là tài sản chung quý giá, không phải quốc gia nào cũng có được. Các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước phải quyết tâm gìn giữ phát huy. Thủ tướng Hungary chia sẻ, ông thuộc thế hệ những người hết lòng ủng hộ Việt Nam, tiết kiệm để chia sẻ với người dân Việt Nam trong chiến tranh và cho đến nay vẫn không ngừng ủng hộ Việt Nam. Thủ tướng cũng đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hungary và là những sứ giả của tình hữu nghị giữa hai đất nước. Hai bên cũng cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt. Nhân chuyến thăm Hungary của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước liên tục phát triển. Hungary ưu tiên vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam, ưu tiên hợp tác giáo dục đào tạo, liên tục tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam, tích cực ủng hộ việc ký kết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Và đặc biệt, Hungary là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary và việc ký thỏa thuận hợp tác mới trong chuyến thăm lần này nâng tầm hợp tác giữa hai quốc hội, một trụ cột của quan hệ hai nước, là nền tảng quan trọng để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện nói chung. Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục chú trọng hợp tác toàn diện qua kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Hungary. Thủ tướng Orbán đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Về kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, lành mạnh, bền vững. Cùng với đó, hai bên nhất trí tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong một số dự án, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh sạch, bao trùm, nông nghiệp chất lượng cao và an ninh lương thực, dược phẩm mà Hungary có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục chương trình hợp tác giữa chính phủ hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và phối hợp trên các diễn đàn đa phương và khu vực, chia sẻ lập trường về giải quyết hòa bình các xung đột và tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hungary ủng hộ quan điểm của Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực cũng như vai trò trung tâm của ASEAN. Việt Nam ủng hộ Hungary và làm cầu nối Hungary với ASEAN. Hungary hỗ trợ Việt Nam trong quan hệ với EU.
Cuộc hội kiến với Thủ tướng Hungary cũng là hoạt động cuối cùng trong chuỗi hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trước khi lên đường thăm chính thức Vương quốc Anh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary. Ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, đúng 15 giờ 25 phút ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay Heathrow, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hawley ngày từ ngày 28 tới ngày 30 tháng 6. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn tại sân bay về phía Vương quốc Anh có đặc phái viên của Thủ tướng Anh về thương mại với Việt Nam, nghị sĩ Graham Stewart, nghị sĩ Winnie David, chủ tịch nhóm nghị sĩ Liên đảng Anh quan tâm tới Việt Nam, phó đại sứ Anh tại Việt Nam Marcus Winsley và về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào, phát triển mạnh mẽ, tích cực, toàn diện và cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao từ năm 1973 đến năm 2023. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu của Việt Nam sang Anh tăng mạnh, được cho là chủ yếu nhờ hiệp định thương mại tự do Việt Nam Vương quốc Anh và sự phục hồi của chuỗi cung ứng sau đại dịch. Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu thăm chính thức Vương quốc Anh nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13, duy trì và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, khẳng định sự coi trọng của ta đối với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Trên kênh hợp tác nghị viện, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nước ta tới Anh sau 11 năm. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Anh năm 2011. Trọng tâm chuyến thăm là thông qua kênh nghị viện để rà soát thúc đẩy xây dựng các chính sách pháp luật làm đòn bẩy cho hợp tác kinh tế, tạo khung khổ pháp lý thuận lợi, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Vương quốc Anh. Đặc biệt, theo chương trình, lần đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch Quốc hội, tọa đàm về hợp tác giáo dục sẽ được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới. Chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong chiều ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh. Tại Anh hiện có 80.000 người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập. Trong 2 năm qua, bà con đã tích cực đóng góp hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 dưới nhiều hình thức thiết thực. Trong không khí đầm ấm, sau khi lắng nghe ý kiến chia sẻ của đại diện các hội đoàn, bà con Việt Kiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao bà con đã đoàn kết, hội nhập thành công với nước sở tại, đặc biệt là những hoạt động thiết thực của các hội đoàn hướng về quê hương. Con số hơn 3,5 triệu đô la Mỹ ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 trong đợt dịch bệnh vừa qua là minh chứng cho điều đó. Nhấn mạnh những tình cảm ấy là rất đáng trân quý, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt tại Anh tiếp tục đoàn kết, quan tâm hơn nữa đến những thế hệ người Việt trẻ để phát hiện, giới thiệu những tài năng trong các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội cho rằng nên hình thành một mạng lưới sáng kiến người Việt ở Anh. Hiện nay, chính phủ đang giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng mạng lưới sáng kiến người Việt toàn cầu. Quốc hội cũng đang xây dựng một mạng lưới sáng kiến Quốc hội Việt Nam toàn cầu nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, hiến kế, các start-up với các ý tưởng đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông báo kết quả chuyến thăm chính thức Hungary, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Hai nước đang cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao 1973-2023, nâng tầm hợp tác hai nước, thể hiện tầm vóc mới của quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh, cường quốc phát triển toàn cầu với Việt Nam, một quốc gia ASEAN đang phát triển năng động tại khu vực chiến lược Đông Nam Á. Sáng nay, Ủy ban Dân tộc đã sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.
6 tháng đầu năm, Ủy ban Dân tộc đã quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường trật tự an toàn xã hội, độc lập chủ quyền được giữ vững. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi có chuyển biến tích cực, đúng hướng, an sinh xã hội được bảo đảm, đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 6 tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án chính sách dân tộc trong chương trình công tác năm 2022, tổ chức thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong phần tin tiếp theo, thiếu vật tư, thuốc trong điều trị sốt xuất huyết. Bắt 10 nghi can vụ dùng súng bắn chết người ở Đồng Nai. Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam đang trong giai đoạn căng thẳng, tỷ lệ ca nhiễm ở người lớn và phụ nữ mang thai tăng cao báo động. Tại Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, tuyến cuối chuyên tiếp nhận các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, hiện đang ghi nhận nhiều bệnh nhân bị sốc nguy kịch phải hồi sức tích cực do sốt xuất huyết. Theo số liệu của Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 6, bệnh viện có hơn 1.600 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện điều trị, trong đó có 200 bệnh nhân nặng, gồm 46 trẻ em và 154 người lớn. Ngoài ra, số bệnh nhân đến khám liên quan tới sốt xuất huyết cũng tăng cao với hơn 4.800 ca. Hiện tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở người lớn chiếm 60% và trẻ em chỉ còn 40%. Ngày 29 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành công điện số 16 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Các bộ ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 1 giờ ngày 29 tháng 6, vị trí tâm vùng áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông. Dự báo đến 1 giờ ngày 30 tháng 6, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Đến 1 giờ ngày 30 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn, neo đậu tàu thuyền tại bến, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 23 năm thủ đô Hà Nội được vinh danh thành phố vì hòa bình, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình Linh thiêng dòng máu Lạc Hồng, nâng bước chân mẹ. Chương trình được tổ chức nhằm bày tỏ tấm lòng tri ân tới những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu tù chính trị, các thương, bệnh binh, người có công với đất nước. Chương trình lễ linh thiêng dòng máu Lạc Hồng nâng bước chân mẹ đã trải qua 3 lần tổ chức tại Hà Nội với mong muốn là cầu nối giữa những ký ức và hiện tại nhằm lan tỏa nhiều thông điệp nhân văn và ý nghĩa. Chương trình năm nay có sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đại sứ quán các nước tại Hà Nội. Tưởng nhớ những người có công là đã hy sinh thì thông qua những người đang còn sống để chúng ta làm những cái nghĩa cử là nhằm lan tỏa cái truyền thống yêu nước, thương dân, thương nòi của người Việt, lá lành đùm lá rách cũng như là uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước, các anh hùng liệt sĩ tại di tích Hoàng thành Thăng Long, trao quà tri ân, tặng sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Tới 53 mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu tù chính trị, thương bệnh binh và các gia đình có công với đất nước hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
ngày 28 tháng 6, Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5. Đây là kỳ đại hội mang tính dấu ấn của hội khi mà thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển, sự nghiệp lưu trữ nước nhà. Được thành lập từ năm 2001 với hàng nghìn hội viên khắp cả nước, Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để trao đổi phổ biến kiến thức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia phối hợp với các cơ quan trong các hoạt động nghiệp vụ văn thư lưu trữ, góp phần đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng phát triển ngành lưu trữ Việt Nam nhằm bảo vệ an toàn và khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu văn thư lưu trữ. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, trong thời gian tới, Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để tập hợp gắn kết hội viên, động viên khuyến khích các hội viên cá nhân và tổ chức tham gia tích cực và đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp lưu trữ Việt Nam, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 29 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 10 nghi can liên quan đến vụ dùng súng bắn chết người trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, gây hoang mang trong dư luận ở địa phương. Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 27 tháng 6, trên đường Nguyễn Ái Quốc thuộc địa phận khu phố 5, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, một thanh niên đang lưu thông thì bất ngờ bị trúng đạn ngã xuống đường, sau đó tử vong. Nạn nhân được xác định là Phan Lê Thanh Sang. Kết quả điều tra bước đầu xác định là vào thời gian trên thì nhóm đối tượng khoảng 18 người do Châu Tuấn Kiệt cầm đầu mang hung khí và hai súng bắn đạn hoa cải đến xóm ruộng, phường Quang Vinh để tìm nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh, Phan Lê Thanh Sang để giải quyết mâu thuẫn. Ngay sau đó, Phan Lê Thanh Sang trúng đạn dẫn đến nạn nhân tử vong. Và sau khi bắt khẩn cấp 10 nghi can tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều loại hung khí và một khẩu súng. Hiện lực lượng công an đang truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Mỹ cấm nhập khẩu vàng của Nga. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này ủng hộ việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Thông báo được đưa ra sau cuộc thảo luận giữa ông Erdogan với lãnh đạo hai quốc gia Bắc Âu tại thủ đô Madrid. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tổ chức cuộc họp bốn bên với Thụy Điển, Phần Lan và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO. Tại cuộc họp, ông Erdogan khẳng định Ankara đã có điều mà nước này cần. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Andersson ca ngợi nước này có một thỏa thuận rất tốt với Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ với nước này cùng Thụy Điển, trong đó Ankara ủng hộ hai quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO. Tháng trước, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ý kiến phản đối cho rằng Thụy Điển và Phần Lan chứa chấp các đối tượng có liên quan tới nhóm chiến binh của PKK và giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng yêu cầu Phần Lan bàn giao các nghi phạm khủng bố. Các đoàn đàm phán hạt nhân của Iran và Mỹ đã bắt đầu tiến trình đàm phán ở Doha, Qatar trong nỗ lực dỡ bỏ những rào cản nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân được ký kết vào năm 2015. Cuộc đàm phán diễn ra với sự trung gian của đại diện Liên minh châu Âu EU. Tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran được khởi động sau khi nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân của các bên liên quan tại Viên bị đình trệ kể từ tháng 3 đến nay. Iran đã đưa ra một số điều kiện, trong đó yêu cầu Mỹ đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, Washington từ chối yêu cầu của Tehran. Đại diện của EU, ông Enrique Mora, giữ vai trò điều phối viên của EU về tiến trình đàm phán, chuyển thông điệp giữa các đoàn đàm phán Iran và Mỹ. Ngay trước thềm cuộc đàm phán lần này, điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết, Washington vẫn tin tưởng về khả năng phục hồi thỏa thuận hạt nhân với Iran. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Đức sẽ chi trung bình hàng năm từ 70 đến 80 tỷ euro cho quốc phòng trong vài năm tới, đồng nghĩa với việc Đức là quốc gia châu Âu đầu tư nhiều nhất cho NATO.
Châu Âu hiện đang trong quá trình tạo ra một đội quân thông thường lớn nhất trong khuôn khổ NATO. Chỉ vài ngày sau khi xảy ra xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố thành lập một quỹ đặc biệt cho quân đội trị giá 100 tỷ euro nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Đức, bù đắp tình trạng thiếu hụt kinh phí kéo dài hàng thập kỷ qua. Cam kết đáp ứng mục tiêu chi 2% cho quốc phòng của NATO của Thủ tướng Scholz được xem là sự thay đổi chính sách rất lớn từ cách tiếp cận quốc phòng thận trọng truyền thống của Đức. Quy mô quân đội Đức hiện chỉ còn 200.000 quân. Lần đầu tiên kể từ năm 2010, 30 quốc gia thành viên NATO có kế hoạch thông qua một khái niệm chiến lược mới tại Madrid. Đây sẽ là văn kiện quan trọng của Liên minh xuyên Đại Tây Dương, xác định các mối đe dọa đối với tình hình chính sách an ninh hiện tại và đưa ra các hướng dẫn hoạt động trong các năm tới. Mỹ thông báo gói trừng phạt mới nhằm vào hơn 100 thực thể của Nga, đồng thời cấm nhập khẩu vàng của nước này. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 70 thực thể, trong đó có nhiều thực thể liên quan đến lĩnh vực quân sự của Nga. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt nhằm vào Rostec, Tập đoàn Quốc phòng và Không gian Vũ trụ của Nga. Danh sách trừng phạt mới còn bao gồm Tập đoàn sản xuất máy bay MiG và Sukhoi của Nga, cùng nhà máy sản xuất máy bay vận tải và máy bay đánh bom Tupolev. Hơn 500 quân nhân Nga cũng sẽ bị hạn chế cấp thị thực vào Mỹ. Đáng chú ý, gói trừng phạt lần này cũng cấm nhập khẩu vàng từ Nga, ngoại trừ vàng ở bên ngoài lãnh thổ Nga trước ngày 28 tháng 6. Ước tính sản lượng vàng của Nga chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu mỗi năm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.